Xin chào quý vị và các bạn. Trong hôm nay và ngày mai, cùng với sự phát triển của vùng áp thấp phía tây thì tình trạng nắng nóng có khả năng mở rộng ra toàn bộ các tỉnh phía tây Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 cho tới 38 độ, có nơi trên 38 độ. Thêm vào đó, thời tiết ở các khu vực này phổ biến ít mưa nên sẽ gây ra cảm giác oi bức khó chịu. Với các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ, do ít chịu tác động của vùng áp thấp nóng nên thời tiết nơi đây có phần dễ chịu hơn với mức nhiệt cao nhất không vượt quá ngưỡng là 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thời tiết khá ổn định với trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ trong ngày duy trì ở mức vừa phải là từ 21 cho tới 34 độ. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ vừa chịu tác động bởi rìa phía nam của vùng áp thấp nóng mở rộng, vừa chịu sự chi phối của hệ thống áp cao cận nhiệt đới trên các tầng cao nên thời tiết sẽ phổ biến không mưa, ngày nắng nhiều. Riêng các tỉnh miền Đông có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là trên 35 độ. Tiếp đối bản tin là những thông tin thời tiết các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo vào ngày mai. Với chịu sự, sự chi phối của vùng áp thấp nóng phía Tây, thời tiết khu vực vùng núi Tây Bắc của nước ta phổ biến tạnh giáo thuận lợi cho du lịch, nhưng do tiết trời hanh khô nên du khách cần lưu ý đề phòng nguy cơ cháy nổ. Tại Điện Biên, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất là 36 độ, thấp nhất là 20 độ. Sapa, không mưa, ban đêm trời lạnh, ban ngày trời mát mẻ, với nhiệt độ dao động trong khoảng là từ 14 cho tới 25 độ. Tại thành phố Tam Đảo, không mưa, ngày nắng, nhưng không quá nóng, nhiệt độ dao động từ 18 cho tới 33 độ. Thời tiết ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ cũng phổ biến ít mưa và ngày nắng. Bên cạnh đó, nền nhiệt tăng, tuy nhiên nắng nóng chỉ xuất hiện ở một số khu vực. Tại Hà Giang và tại Vịnh Hạ Long cũng như Hải Phòng, thời tiết khá thuận lợi cho du lịch với nhiệt độ cao nhất ngày dừng lại ở mức là từ 30 cho tới 33 độ, ban đêm nhiệt độ thấp nhất khoảng là 22 độ. Các điểm du lịch Bắc Trung Bộ trong 24 giờ tới sẽ duy trì đêm không mưa, ngày nắng. Tại Phong Nha, Kẻ Bàng và thành phố Huế, trời nắng nóng và oi bức với nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt ở ngưỡng là từ 35 cho tới 36 độ. Trong khi đó, độ ẩm giảm thấp, du khách tham quan cần chú ý cung cấp đủ nước cho cơ thể và hạn chế di chuyển ngoài trời vào thời điểm trưa chiều. Còn tại Sầm Sơn, nhiệt độ cao nhất không quá 34 độ, ban đêm nhiệt độ khu vực này giảm xuống ở mức là từ 21 cho tới 24 độ. Thời tiết các tỉnh miền Trung phía Nam đèo Hải Vân có phần dễ chịu hơn do nền nhiệt độ không quá cao. Bên cạnh đó, tiết trời ít mưa, ngày nắng nên sẽ thuận lợi cho các hoạt động du lịch xã ngoại. Tại Đà Nẵng và Hội An, nhiệt độ thấp nhất là 23 độ và cao nhất là 34 độ. Tại Bà Nà, nhiệt độ duy trì ở mức là từ 19 cho tới 28 độ. Khu vực ven biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ cũng có thời tiết tốt. Thêm vào đó, cường độ sóng gió ổn định nên không gây trở ngại cho hoạt động du lịch biển đảo. Nha Trang có mưa ở vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 cho tới 31 độ. Mũi Né và Vũng Tàu không mưa, ngày nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 cho tới 33 độ. Tiếp theo chúng ta sẽ lên các tỉnh vùng cao Tây Nguyên. Thời tiết trong 24 giờ tới cũng không có nhiều biến động. Tại Pleiku không mưa, ngày nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 16 cho tới 31 độ. Buôn Ma Thuột không mưa, ngày nắng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 19 cho tới 33 độ. Ngày nắng, Đà Lạt, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào, đêm không mưa, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 14 cho tới 25 độ. Đến với Đà Lạt thời điểm này, quý vị hoàn toàn có thể yên tâm vì thời tiết nơi đây vẫn đang ủng hộ cho các hoạt động tham quan khám phá của du khách. Vào ban ngày, chúng ta có thể làm một chuyến đi phượt đến những ngọn thác đẹp như thác Bảy Tầng, thác Bông Gô, thác Đam Ri hay suối vàng, thung lũng vàng để có thể tận hưởng một không khí thông gian tươi mát của núi rừng. Tối tối, chúng ta hãy dạo quanh khu vực trung tâm thành phố sẽ rất là thú vị khi thưởng thức cà phê, sữa đậu nành, bánh tráng hành nướng nóng hổi trong tiết trời lành lạnh về đêm ở Đà Lạt. Thời tiết khu vực Nam Bộ cũng thích hợp cho du lịch, tuy nhiên trưa chiều tiết trời oi bức nên các hoạt động ngoài trời cần hạn chế. Tại Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng là từ 35 cho tới 36 độ, thấp nhất về đêm khoảng từ 25 cho tới 26 độ. U Minh có mưa, nhiệt độ trong ngày dao động trong khoảng từ 26 cho tới 34 độ. Thời tiết ở các tỉnh khu vực biển, phía Nam chủ yếu có mưa rào và rông ở vài nơi vào lúc chiều tối và đêm, còn ban ngày trời nắng. Bên cạnh đó, sóng gió hoạt động với cường độ trung bình yếu nên thuận lợi cho việc lưu thông của tàu thuyền du lịch. Tại Côn Đảo và Phú Quốc, nhiệt độ thấp nhất khoảng 26 độ, cao nhất là 32 cho tới 33 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!